Ngài Đức Chúa Giêsu có thật sự hiển linh trên cây si ở huyện Trư Ba Gia Lai hay không? Ban tôn giáo Gia Lai kêu gọi người dân không nên mê tín. Đây chỉ là những gốc cây bình thường, hãy về thánh đường mà cầu nguyện, Đức Chúa chỉ hiển linh ở thánh đường mà thôi. Các vị linh mục giáo xứ Kon Tum cho rằng Đức Chúa không hề hiển linh ở cây si Trư Bang Gia Lai. Dấu chấm hỏi cho chúng ta rằng nếu như cây không hiển linh, không được những vị linh mục chấp nhận, vậy tại sao được tiếp nhận về nhà thờ một cách hẳn hòi? Những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận trong những ngày qua, những phần tranh luận thực sự gay gắt giữa những người cho rằng đó là ma quỷ và những người cho rằng đó chính là Đức Chúa. Bởi vì trước đó xuất hiện một trong những gương mặt thứ hai phía sau hình Đức Chúa trên cây. Người ta cho rằng đó chính là quỷ Satan chứ không phải là Đức Chúa đang dẫn dụ con người để dẫn vào chốn cõi u mê. Sau đây là những thông tin mới nhất, những gì mới nhất. Đây đó Cà Mau trân trọng kính mời. Kính chào toàn thể quý khán giả đang xem trên kênh Đây đó Cà Mau thân mến. Như chúng ta đã biết những ngày qua, những sự kiện nổi trội nhất mạng xã hội đó chính là cây si hình mặt người ở huyện Trư Ba Gia Lai. Và mọi người tín ngưỡng cho rằng đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu giữa đời thường. Mặc dù cây đã được dời đi về với nhà thờ, đã rời khỏi khu chợ Nghĩa Hưng đông đúc, nhưng những dòng người vẫn đổ về đây để thắp nhang, đặt hoa cầu khấn sau khi xem hình ảnh một gốc cây si này được cho là sự hiện thị của Đức Chúa Giêsu. Hôm nay, cán bộ tôn giáo và chức sắc tôn giáo ở Gia Lai đều khẳng định vụ cây si có hình giống mặt người kia chỉ là sự suy đoán ngẫu nhiên và kêu gọi người dân không nên theo mê tín dị đoan. Cũng theo một vị linh mục trong giáo xứ Kon Tum, nếu nhìn trực tiếp thì phần thân cây được cho là hình ảnh mặt người chỉ là sự ngẫu nhiên của quá trình sinh trưởng, sự tự nhiên tạo ra của cây. Thông qua quá trình trao đổi thì tất cả các vị chức sắc trong giáo phận Kon Tum đều không đồng thuận với việc cho rằng Đức Chúa Giêsu đã hiển linh nơi đó. Việc này hoàn toàn không đúng sự thật. Về phần cây không hiển linh thì tại sao lại được đưa về nhà thờ E Lũng Chư Ba Gia Lai? Theo thông tin trước đó, các cha xứ của nhà thờ này, thôn E Lũng Chư Ba Gia Lai, đã có đề xuất ủy ban nhân dân xã được đưa cây si trong khuôn viên chợ về nhà thờ để tạo bóng mát mà thôi. Do vậy đã được chính quyền địa phương tại đây chấp thuận. Hơn nữa, ban quản lý chợ xã cũng mong muốn dời cây đi, như một phần sợ đến mùa mưa bão cây sẽ gây ngã đổ, ảnh hưởng phần nào đến việc buôn bán kinh tế của khu chợ. Theo ông Lên, trưởng thôn E Lũng cho hay, sau khi cây si được đưa về trồng trong khuôn viên của nhà thờ, thôn sẽ phân công các nhóm hộ dân thay nhau tưới nước, cắt tỉa cành để đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Ở một chiều hướng trước đó, vụ việc này đã nhanh chóng lan ra ngoài và hầu hết trên các phương tiện mạng xã hội. Nhiều dân địa phương và những vùng lân cận do hiếu kỳ đã tập trung tại đây để thắp nhang, cầu nguyện, chụp hình. Đặc biệt hơn là tín ngưỡng tôn giáo sai nơi quy định. Chính vì lẽ đó, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hưng đã tuyên truyền vận động người dân không mang hoa quả đến để thắp hương vì đây là chợ chứ không phải là điểm tâm linh, đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh tụ tập đông người gây ảnh hưởng việc buôn bán và an ninh trật tự an toàn tại đây. Kính thưa quý vị, giờ đây cây đã về với nhà thờ và chúng ta tín ngưỡng tâm linh, những ai tin vào đây là Đức Chúa thì cũng đã có chỗ để tín ngưỡng đúng nơi quy định. Sau đây là những hình ảnh mới nhất được cập nhật trực tiếp từ nhà thờ E Lũng Chư Ba Gia Lai.
Người dân địa phương cùng các vùng lân cận vẫn tập trung tại đây thực sự đông đúc như ngày nào ở khu chợ Nghĩa Hưng, dẫn dân những nhành hoa, dân những nén hương, thể hiện lòng tin tuyệt đối với chiếc cây mà mình xem đó là Đức Chúa đã hiển linh, tin rằng gương mặt và hình hài của Ngài đã hiện lên đây một cách rõ ràng, và chiếc cây này chính là Đức Thánh Chúa Giêsu. Trở lại với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, vụ việc vừa qua ở bên ngoài đã không thực sự yên bình, nhưng trên mạng xã hội còn gay gắt hơn nhiều khi có những thành phần tranh luận với nhau song phẳng, cho rằng đây chính là Đức Chúa và đây không phải là Đức Chúa. Trên đây là một bình luận điển hình, đó là ác quỷ Satan không phải Chúa, nó đang cám dỗ thách thức Chúa. Trên cây có hai hình, hình thứ hai trông thật là hung dữ, không giống với hình ảnh hiền từ và nhân hậu của Đức Chúa Giêsu. Ở một mặt khác thì tin tưởng vào đây là tuyệt đối, là Cha, là Chúa toàn năng. Xin lại Chúa thương xót cho chúng con, Chúa Giêsu, Chúa Kitô. Và đây là hình ảnh của một bình luận mang tính chất trung lập. Nếu quả thật sự việc này là do ma quỷ tạo ra để dẫn dụ người đời thì phải cảm ơn ma quỷ, bởi vì hầu hết mọi người đều nhận ra đó chính là hình ảnh Chúa đang chịu khổ nạn trên thánh giá, và mọi người hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình, bởi vì nhờ ma quỷ mà chúng ta mới thấy được sự hiện diện của Đức Chúa chịu đau chịu khổ như thế nào. Đây cũng là một ý kiến hay và rất có lý, rất có lý đạo, gợi ý cho chúng ta phải tu sửa và tránh rơi vào những cám dỗ bủa vây nơi xã hội bấy giờ. Như đây đó, Cà Mau đã nói trước đó, với nền tảng tâm linh chúng ta có cảm thì sẽ nhận được sự linh ứng từ thần linh, và các đấng bề trên chỉ ban sự linh thiêng ấy cho những ai tin tưởng rằng sự hiện diện của chư vị thánh thần tiên Phật là tuyệt đối, và lòng tin nằm ở trái tim chúng ta. Nếu tâm chúng ta xem rằng đó là ma thì sẽ là ma. Nếu như chúng ta xem rằng đó là thánh thần tiên Phật hay là Đức Chúa Giêsu thì đó chính là sự hiện thân của Chúa, sẽ mang lại cho chúng ta những sự bình an vô đối. Đây đó, Cà Mau trân trọng cảm ơn tình cảm của quý cô chú anh chị gần xa cùng các bạn thân mến đã theo dõi kênh và chia sẻ cùng nhau với Đây đó Cà Mau rất nhiều. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những thông tin mới nhất.